Cô chào các em, chào mừng các em đã đến với kênh Lớp Cô Giang. Video hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học môn tiếng Việt lớp 1 trong quyển sách tiếng Việt tập 2, Bộ sách Chân Trời Sáng Tạo. Bài học hôm nay chúng ta sẽ học tiếp chủ đề 28, bài số 3, Những điều em cần biết về bút chì. Các em hãy dở sách giáo khoa ra trang số 94. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu bài học khởi động kể tên hai ba loại bút mà em biết quan sát tranh cô thấy trong tranh có rất nhiều loại bút đây là bút màu đây là bút lông bút máy bút chì bút mực bút bi Phần tiếp theo của bài học, chúng ta sẽ tìm hiểu bài đọc có tựa đề là Những điều cần biết về bút chì. Trước khi tìm hiểu bài đọc, các em hãy lắng nghe cô đọc mẫu bài nhé. Những điều cần biết về bút chì. Bút chì có loại lõi cứng, có loại lõi mềm. Bút chì lõi cứng khi viết có nét chữ nhạt thường để lại vết hành trên giấy bút chì lõi mềm dễ viết nhưng dễ gãy thường làm nhòe chữ bẩn giấy trên thân bút chì lõi mềm có chữ bờ bút chì lõi cứng có chữ h bờ ta cần biết những điều trên để chọn bút vừa rồi các em đã nghe cô đọc mẫu bài đọc những điều cần biết về bút chì. Bây giờ, các em hãy cho cô biết bài đọc có tất cả bao nhiêu câu? À, cô đếm được bài đọc có tất cả 5 câu. Cô sẽ đánh số thứ tự vào từng câu để các em thấy rõ. Tiếp theo, chúng ta sẽ luyện đọc câu nhé. Những điều cần biết về bút chì. Câu 1. Bút chì có loại lõi cứng, có loại lõi mềm. Câu 2: Bút chì lõi cứng khi viết có nét chữ nhạt, thường để lại vết hành trên giấy. Câu 3: Bút chì lõi mềm dễ viết nhưng dễ gãy, thường làm nhòa chữ, bẩn giấy. Câu 4: Trên thân bút chì lõi mềm có chữ bờ bút chì lõi cứng có chữ HB Câu 5, ta cần biết những điều trên để chọn bút. Bây giờ, tôi yêu cầu các em bấm dừng video lại và đọc lại cả bài đọc một lần nữa cho câu nào. Khi nào đọc bài xong, các em hãy bấm tiếp tục để chúng ta học tiếp. Các em đã đọc bài xong chưa? Tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu bài đọc nhé. Cô có yêu cầu như sau. Tìm trong bài đọc tiếng có văn út. À, tiếng có văn út trong bài đọc, đó là tiếng bút. Tiếp theo, tìm ngoài bài đọc từ ngữ chứa tiếng có văn út, út. Đây là bài làm mẫu. Từ ngữ chứa tiếng có văn út, bài mẫu tìm được từ ngữ mút bọc tai nghe. Từ ngữ chứa tiếng có văn út, bài mẫu tìm được từ sáo trúc. Bây giờ, cô sẽ tìm thêm một vài từ ngữ nữa chứa tiếng có văn út, út ở ngoài bài đọc. Từ ngữ chứa tiếng có văn út, cô tìm được từ hút bụi. Trứng cút, lũ lụt, sút bóng. Còn rất nhiều từ ngữ, chữ tiếng có văn út ở ngoài bài đọc. Các em hãy suy nghĩ và tìm thêm nhé. Từ ngữ, chữ tiếng có văn út ở ngoài bài đọc. có tìm được từ bông cúc, khúc gỗ, thúc dục, bánh đúc còn rất nhiều từ ngữ chứ tiếng có vân úc ở ngoài bài đọc các em hãy suy nghĩ và tìm thêm nhé phần tiếp theo của bài học cô có một vài câu hỏi sau một bài đọc cho biết có mấy loại lõi bút chì câu trả lời là bài đọc cho biết có hai loại lõi bút chì đó là loại lõi cứng và loại lõi mềm. Câu hỏi số 2. Bút có ký hiệu gì thì lõi bút mềm hơn? À, câu trả lời là bút có ký hiệu chữ B trên thân bút thì lõi bút mềm hơn. 3. Kể tên hai ba loại bút chì mà em biết có rất nhiều loại bút chì. Cô sẽ kể tên một vài loại bút chì gợi ý cho các em trả lời nhé. Bút chì 8B, bút chì 7B, bút chì 6B, bút chì 4B, bút chì 2B, bút chì HB. Bây giờ, cô sẽ chuyển sang phần tiếp theo của bài học. Bài tập 1: Tập viết. Trong bài tập này, các em sẽ tập tô chữ O viết hoa cỡ chữ nhỏ hai ô ly rưỡi và viết câu ứng dụng có nội dung sau. Ông vàng và bướm trắng là đôi bạn thân. Các em hãy lấy quyển vở tập viết 1, tập 2 ra, lật ra trang số 20, chủ đề 28, bài số 3. Bây giờ, các em hãy xem bài viết của cô và viết phần tập viết này vào vở tập viết cho cô nào. Các em đã viết bài xong chưa? Bây giờ cô sẽ chuyển sang bài tập tiếp theo. Bài tập 2: Nghe, viết. Trong bài tập này, các em sẽ nghe cô đọc và viết lại khổ thơ đầu của trích bài thơ trong chiếc cặp của em. Các em cũng lấy quyển vở tập viết 1, tập 2 ra, lật ra trang số 20, bài số 3. Bên dưới phần tô chữ O viết hoa và viết câu ứng dụng là phần nghe viết. Bây giờ, các em hãy nghe cô đọc và bắt đầu viết bài nào. Lưu ý khi viết, các em nhớ xuống hàng đối với mỗi dòng thơ. Viết hoa chữ cái đầu trong tiếng đứng đầu bài, trong tiếng đứng đầu dòng. Bây giờ, cô sẽ đọc bài. Các em hãy lắng nghe để viết bài nhé. Em có nhiều bạn bè. Xuống hàng, nằm ngoan trong chiếc cặp xuống hàng gầy nhôm là cây thước xuống hàng thích sạch là thổi gom chấm bài tập tiếp theo bài tập 3. thay hình ngôi sao bằng chữ cờ hoặc chữ K. Để làm bài tập này, các em hãy nhớ lại quy tắc chính tả của chữ cơ và chữ K đã học ở các bài học trước đó. Đây là kết quả bài làm của cô. Cái kéo, bút lông kim, hộp cắm bút. Bài tập 4. Thay hình ngôi sao bằng vàng ao hoặc vàng ao. Đây là kết quả bài làm của cô. Lau bảng. Mở sách giáo khoa. Tô màu búp bê tóc xoăn. Phần tiếp theo của bài học, các em hãy mở sách giáo khoa ra, trang số 96. Nói lời cảm ơn khi bạn cho em mượn đồ dùng học tập. Trong phần bài tập này, các em sẽ cùng với bạn bè của mình chia vai ra, một em sẽ nói lời cảm ơn, một em sẽ đáp lại lời cảm ơn trong tình huống khi bạn cho em mượn đồ dùng học tập. Bây giờ các em hãy xem cô làm mẫu và dựa theo để nói nhé. Mình cảm ơn bạn đã cho mình mượn bút. Khi nào sử dụng xong, mình sẽ trả lại cho bạn. Tiếp theo, bạn sẽ đáp lại lời cảm ơn của em. Không có gì đâu. Phần tiếp theo của bài học, cô có yêu cầu như sau. Viết vào vở lời cảm ơn em vừa nói như vậy các em sẽ viết vào vở lời cảm ơn khi bạn cho em mượn đồ dùng học tập mà em vừa nói nhé đây là bài viết của cô các em hãy dựa theo để viết nhé phần cuối của bài học vẽ chiếc cặp hoặc ba lô của em và đặt tên cho bức vẽ. Trong phần này, các em sẽ vẽ một chiếc cặp hoặc một chiếc ba lô rồi sau đó đặt tên cho bức vẽ nhé. Bài học của chúng ta đến đây là hết. Cô hẹn gặp lại các em vào bài học tiếp theo. Các bậc phụ huynh nếu thấy video này bổ ích thì hãy ấn đăng ký kênh để có thể tiếp tục theo dõi các video học tiếng Việt lớp 1 trong bộ sách chân trời sáng tạo này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.